chôn miếng đau biết khi nào mới thấy nhau có ai hay lòng tình. Xin chào tất cả mọi người, mình là Chun Phạm. Và đây là Chu Kisa. À, Chun đang rất là hân hạnh khi được là đại diện của tựa game mới được mang tên là Xạ Điêu Tam Khúc của nhà phát hành Yo Game. À, mọi người biết không, bình thường thì Chun tuy là bận nhưng mà khi mà rảnh một chút xíu á là mình sẽ chơi điện tử trên chiếc điện thoại di động của mình. Và mới gần đây Chun khi phát hiện ra một cái game mới được mang tên là Xạ Điêu Tam Khúc thì vô cùng hứng thú luôn, bởi vì khi mà chơi thì Chun có cảm nhận như là mình đang trở về với thời ấu thơ của mình vậy đó. Yuki biết không, cũng như là hồi xưa ở cái thời của tụi anh á, 8X là rất là mê chuyện kiếm hiệp của Kim Dung phim bộ nè, nên hả cái game này thì rất là nhiều nhân vật kiếm hiệp luôn. Còn em thì sao nhỉ? Thật ra thì em cũng là một fan của Kim Dung. Và đặc biệt thích hai nhân vật đó là Cô Long và Dương Quá. À, chứng tỏ là cũng có tìm hiểu và cũng có xem. Mà em có chơi cái game này chưa? Thật ra là em chơi game rồi. Và khi mà được trải nghiệm game Xạ Điêu Tam Khúc á, thì ngoài những cái cảm xúc giống như anh Chun thì em còn có một cái cảm xúc rất là hồi hộp. Cái gì mà ghê vậy nhỉ? Đó là khi mà mình mở tướng. À, có nghĩa là mình sẽ không biết được cái nhân vật mà mình chọn là gì đúng không? Và không biết là mình có mở được cái vị tướng mà mình yêu thích hay không. Ồ, còn nếu như mà không được chọn cái vị tướng mình yêu thích thì sao nhỉ? Thì em sẽ chơi thử cho biết. Rồi mọi người ơi, nếu như mọi người muốn được trải nghiệm những cảm giác thật là thú vị của Chun cũng như là hồi hộp của Yuki-san thì chúng ta hãy ngay lập tức tải game Xạ Điêu Tam Khúc về điện thoại di động của mình nha, để cùng trải nghiệm hòa mình vào vũ trụ kiếm hiệp Kim Dung nha.